Ôi dồi, ôi dồi. Có người bị điểm nguyệt rồi. Ôi dồi, hay, hay, có người bị điểm nguyệt rồi. Phải rồi, vậy thì sao? Nếu như có giỏi, đợi quyền đạo của ta giải xong rồi rồi mới ra tay. Có dám hay không? Không phải là không dám, nhưng mà ta không đợi được nữa. Ta phải cắt đầu người xuống để giải đi mối hận ở trong lòng của ta. Đợi một chút. Thế nào? Ngươi sợ chết hả? Ngươi suy nghĩ cho kỹ. Nếu ngươi dám giết chết ta, ngươi sẽ bị hậu hoạn vô cùng. Ngươi dám uy hiếp ta? Tỷ tử, là ngươi giỏi hay là ngươi bị bệnh vậy hả? Buông tay ra, buông tay ra, buông ra, buông ra. Con gái đó, là con gái. Hay giờ thì ra là một người đẹp. Chẳng trách gì ta không ra tay giết người. Như vậy ta phải cõng người về nhà để ta từ từ hưởng dụng. Đừng có động ta. Ta không động người, tuyệt đối không động người bây giờ. Nhưng mà chút nữa về nhà của ta thì chuyện đó hoàn toàn khác hẳn. Đưa nó đi. Dạ. Các người làm gì vậy? Thiếu chủ có thể tới được, cha của tôi rất vui. Cha tôi lúc nào cũng nghĩ rằng không có cơ hội chính mắt nhìn thấy người của nhà họ Trương trở về Trung Nguyên. Ê, đúng rồi, vết thương của Thạch Trần chủ như thế nào? Vết thương của cha tôi là do một hòa thượng tên là Triệu Âm đánh trúng. Triệu Âm hòa thượng? Hắn có thù với cha cô sao? Tại sao hai người lại đánh nhau? Nói tới chuyện đó, tôi và cha tôi lúc nào cũng nghi ngờ. Thật ra đã bị người ta đánh lén. Vậy ai đã làm chuyện này? Theo tôi nghĩ chính là Tất Đạo Phạm. Tất Đạo Phạm? Phải, con người đó rất là nham hiểm. Vì đạt được mục đích bất chấp thủ đoạn. Tôi cảm thấy hắn có dụng tâm gì khác. Thiếu chủ, thiếu chủ nhất định phải đề phòng hắn. Bằng không, tới lúc thiệt thời đã muộn. Thiếu chủ, có thể tới đây vào lúc này không phải chứ cha tôi, mà tôi cũng vô cùng cảm kích. Cảm kích ta? Tại sao? Nếu như không phải nhờ thiếu chủ, có lẽ thật sự bây giờ tôi đã lấy đạo phàm. Tuy rằng cái đó là hoàn thành di chí của chúa công, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Mỗi khi nghĩ tới tôi thật sự phải lấy cái người đó, trong lòng của tôi thật sự buồn lắm. Nhưng mà bây giờ không cần nữa. Vì vậy tôi cảm thấy thiếu chủ không những từ nước Quả Trì mang hy vọng phục quốc tới đây, và còn là phước tình do trời phải tới để giải cứu cho tôi. Có lẽ đó chính là chúng ta có duyên phận. Vậy sao? Ấy, Thạch cô nương, gia đình cô cả ba đời đều canh giữ Nhị Long Sơn à? Đúng vậy. Nếu như không phải do gìn giữ kho báu trên Nhị Long Sơn, cha cũng đâu có phải suốt ngày đề phòng mọi người của Tất Đạo Phàm để rượu tâm trùng trùng. Đạo Phạm thật sự muốn chiếm kho báu đây sao? Đương nhiên rồi, đó là kho báu rất lớn dùng để phục quốc của gia đình họ Trương các người. Đó là 30 vạn quân lương dùng trong 10 năm. Không cần suy nghĩ đã biết rõ đó là một kho báu lớn tới như thế nào. Trương Tôn Châu, thì ra cái kho báu đó là vốn liếng nhà người muốn phục quốc. Ngươi đừng có hòng. Tịnh Nhi, Tịnh Nhi, Tịnh Nhi. Xảy ra chuyện gì? Kêu đợi ta ở đây mà sao bỗng dừng không thấy hình bóng đâu hết? Không biết có phải là ra ngoài mua đồ ăn hay không? Đã khuya rồi, đâu còn chỗ nào để ăn nữa. Vậy Tình Nhi có thể đi đâu được? Hắn lúc nào cũng vậy, không chịu ở yên một chỗ. Thiếu chủ. Lần này tới Trung Nguyên, thiếu chủ chuẩn bị ở lại bao lâu? Hỏi chuyện đó có ý gì? Nếu như là thời gian dài, tôi có thể dẫn thiếu chủ đi một nơi. Cái chỗ này rất là đẹp. Vậy sao? Tôi nghĩ thiếu chủ sẽ thích chỗ đó. Có cơ hội, nhất định có cơ hội. Ê, không biết là tên đệ tử này của ta chạy đi đâu mất tiêu rồi. Chúng ta có thể đợi thêm chút nữa được không?
Bây giờ ta phải đối phó với Trường Tôn Châu, không cho hắn gây ra chiến loạn ở Trung Nguyên. Trong lúc này, Tịnh công chúa ở bên cạnh ta chỉ tăng thêm phần nguy hiểm thôi. Không nên liên lụy tới cổ. Thiếu chủ, đang nghĩ gì vậy? Ta đang nghĩ chắc là hắn một mình bỏ đi rồi. Bỏ đi? Vậy không chào hỏi gì hết hay sao? Hắn lúc nào cũng như vậy, ta đã quen rồi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Trở về Thần Minh Sơn Trang đi. Chúng ta đi. Mở cửa, mở cửa. Tất gia, Sa gia, mời, mời. Xem ra việc làm ăn ở trong cái căn tiệm này càng ngày càng khá đó hả? Chắc là kiếm được nhiều bạc lắm phải không? Cũng nhờ tất gia giúp đỡ. Đừng có nói như vậy. Ngày xưa ta kêu nhà người tới đây mở cái tiệm này bởi vì có một cặp mắt để theo dõi Thần Minh Sơn Trang. Nhưng mà thật sự không ngờ nhà ngươi lại có thể làm ăn khá tới như vậy. Vài ba hôm nữa ngươi có tiền có thế lực, không cần phải theo ta đi chứ? Tôi không dám. Tất gia, tất gia mời ngồi. Tất gia, bây giờ thiếu chủ đã xuất hiện, nếu như hắn cùng với Thạch lão đầu tới Nhị Long Sơn để lấy kho tàng, như vậy chúng ta có nên ra tay trước Thần Bất Tri Quỷ Bất Giác, giết chết họ, giật lấy bản đồ kho tàng và chìa khóa? Không được. Thúc thúc hãy nghĩ xem, Thạch lão đầu rất là đông người, cho dù chúng ta lấy được bản đồ kho tàng cũng không thể thoát thân. Muốn làm thì cũng phải làm sạch sẽ, đừng có để cho người khác nghi ngờ lên trên đầu của chúng ta. Cái chuyện trước mắt của chúng ta hiện nay chỉ cần bình tĩnh theo dõi, tùy cơ ứng biến. Bây giờ thế chủ vậy làm gì? Thiên hạ này đây họ Chu kia đã ngồi vững từ lâu rồi, làm sao lật nổi? Chúng ta ở lại đây chẳng qua là việc họ báo thôi. Bây giờ hắn đã trở về Trung Nguyên, không lẽ kêu chúng ta cũng giống như lão tổ tông vậy, thí mạng và thiên hạ giúp cho họ trương sau? Sa thúc thúc đừng có nóng ruột, tôi đã có một biện pháp. Hey, con trai tôi đâu hả? Trại chủ đã về rồi, còn dẫn thêm một người nữa. Ta cảnh cáo ngươi nha, nếu ngươi dám bậy bạ, ta tru di mãn ngôn. Ngươi đừng có tưởng là ta dọa ngươi, ta nói được nhất định sẽ làm được. Hey, ngươi tưởng ngươi là công chúa Đại Minh hay sao hả? Tru di mãn ngôn. Ngươi nói rất đúng, ta chính là công chúa Đại Minh. Cặp mắt của ngươi chính xác thiệt đó, vậy sao còn không có chịu thả ta ra? Hey, ngươi là công chúa, vậy ta là phò mã nè. Đâu có phò mã già nào xấu xí như vậy, đi rửa chân cho ta, ta cũng không thèm. Bây giờ còn không ăn lập tức thả ta ra, ta không trách tội ngươi đâu. Ngươi tưởng ta khùng hay sao? Công chúa Đại Minh Kim Chi Ngọc Diệp lại đi hành tẩu giang hồ hả? Vậy là ngươi ít kiến thức rồi. Ta là công chúa, ta không có giống ai hết. Ngươi là công chúa không giống ai, vậy thì ta cũng là phò mã không có giống ai nè. Ngươi làm gì? Ngươi buông tay. Nguyệt đạo đã giải rồi, ta có thể cử động được. Không thể chờ được nữa phải không? Đợi chút, bây giờ ngươi cởi áo trước đi. Không ngờ Sa Vô Kỵ lại có cái phước làm phò mã già đó. Công chúa, ta đã chuẩn bị xong rồi, ta tới nè. Công chúa. Hả? Cái gì vậy? Nè, Vô Kỵ à? Vô Kỵ à? Sao vậy? Vô Kỵ à? Con sao vậy? Hả? Nè, lại trong kia. Đừng qua đây. Ngươi lại, tại sao lại có quả thương? Ngươi đã giết con trai của ta hả? Ai kêu hắn ăn hiếp ta? Ta đã kêu hắn đừng có đụng tới ta. Hắn không nghe còn dám mò lên người của ta. Ta
ta đường đường là công chúa Đại Minh, đâu có dễ ăn hiếp tới như vậy. Hắn chết là đáng kiếp. Ta nói cho các người biết, các người phải thả ta ra, nếu không ngày tàn của người cũng vậy thôi. Ta giết chết ngươi. Ngươi dám? Ta đường đường là công chúa Đại Minh, ai đụng tới thì sẽ chết. Mẹ kiếp ngươi. Đồ hèn, xuống âm phủ làm ma đầu cho con trai của ta đi. Ngưng tay. Nè, qua đây, qua đây, qua đây, ngồi xuống, ngồi xuống. Có gì từ từ nói. Hỷ, Hoa Tử Bạch, ngươi tin là con A Đầu điên không đẻ sao hả? Công chúa Đại Minh à? Ai mà đi điên cùng cùng, ngươi ăn nói đàng hoàng tử tế một chút nha. Ngươi, Hỷ, nè khoan hãy nóng mà, nghe tất gia nói cái đã, ngồi đi. Ngươi thật sự là công chúa Đại Minh à? Giả làm sao được, ngoài sư phụ của ta ra đâu có ai dám giả mạo công chúa Đại Minh chứ. Như vậy làm sao chứng minh được mình chính là công chúa hả? Trên cây súng kia có khắc hoàng tử quả thống, ngươi mù mắt rồi hay sao? Sư phụ của nhà ngươi có phải đã tới đây chung với nhà ngươi hay không? Tên tiểu tử họ Dân đó. Phải, chính là tình địch của ngươi, khắc tinh trong mạng số của ngươi đó. Lai lịch của hắn như thế nào vậy? Có phải là hậu nhân của Trương Sĩ Thành? Trương Sĩ Thành cái gì? Ai là Trương Sĩ Thành? Ta không biết Trương Sĩ Thành. Coi ngươi nham hiểm dần á, chứ dù ta có quen biết cũng không nói cho ngươi nghe. Không nói cho ta nghe phải vậy không? Được, ta sẽ lột hết đồ của ngươi ra, rồi treo nhà ngươi ở tại thành lâu của Đại Phong Trấn, để cho bá tánh trong thiên hạ nhìn cho nó con mắt, để xem nét đẹp của công chúa Đại Minh của chúng ta được hay không. Ngươi, ngươi, con người của ngươi tại sao lại tệ như vậy? Sao ngươi lại đối xử với đàn bà con gái gì chứ? Ngươi đừng để ý tới việc ta tệ hay là không tệ. Vậy chứ ngươi nói hay là không nói? Tôi không nói. Nhưng mà Ta nói, đừng có lột đồ của ta ra có được không? Sư phụ của người ta là gì? Sư phụ của ta, có thể nào đừng có hỏi cái vấn đề đó. Đừng mà, Ta nói đừng có lột đồ của ta xuống nhà có được không? Sư phụ của ta tên Vân Lôi. Cái gì? Tên là Vân Lôi, không phải họ Trương à? Nếu ngươi còn nói láo, ta lột trần ngươi ra. Ta thật sự không có nói láo đâu. Sư phụ của ta thật sự tên là Vân Lôi. Sau khi bắt cóc ta giả dạng ta qua nước quả trì, sau đó cổ làm cái gì ta cũng không biết cái gì hết. Để sư phụ của ta về, ta đã theo cổ tới đây đó. Vậy sư phụ của nhà ngươi lại định thế nào? Hình như Tiểu Hàng gì đó. Tiểu Hàng Sơn. Tiểu Hàng Sơn. Phải, tất người đều biết hết rồi. Ơi, nè, ta đã nói hết cho các người nghe rồi. Các người đừng có đi chứ. Không có ai lợi cho ta. Thả ta ra. Thì ra thiếu chủ kia cũng là cái đồ giả. Bây giờ mình tới Thần Minh Sơn Trang lật mặt của họ. Không được đâu. Cái gã giả mạo đó là báu vật trời ban cho chúng ta đó. Ta không cần biết tiểu tử kia từ đâu tới. Mục đích của hắn chỉ có một thôi, đó là việc kho báu. Dám việc kho tàng với chúng ta, tại sao không giết chết họ? Đừng gấp, cái việc để cho nó đánh trận đầu cho chúng ta đi. Thạch lão đầu lúc nào cũng đề phòng chúng ta, đã bao nhiêu năm rồi cũng không chịu trao địa đồ. Bây giờ hắn lại tin cái đồ giả mạo kia, hắn nhất định là sẽ dẫn tới Nhị Long Sơn Trang để lấy kho tàng. Đợi họ đào được kho tàng lên xong rồi, cái đồ giả mạo kia nhất định sẽ đánh với Thạch lão đầu.
Và tới cái lúc đó, bọn chúng sẽ tàn sát lẫn nhau. Chúng ta có thể ngồi không mà ngư ông thu lợi đó. Nếu như bọn họ không xích mích với nhau. Qua thúc thúc, Thành lão đầu nếu như biết rõ thiếu chủ kia là giả mạo, còn khách sáo với hắn nữa hay sao hả? Chẳng trách gì Thạch lão đầu kia lại tin cái đồ giả mạo. Ổng thật là thông minh cả đời, nhưng mà hồ đồ nhất thôi. Đợi tới lúc đó chúng ta lấy được kho tàng, nếu như chủ nhân của nó thật sự tới đây, chúng ta có thể đổ hết tất cả mọi tội lỗi lên đầu của lão già họ Thạch. Tóm lại, người mà biết được cái địa điểm của kho báu chỉ có mình ổng. Hay lắm, thiệt là hay lắm. Nè, còn công chúa tính sao? Nó giết con trai của ta, ta phải chính tay giết nó mới được. Ê, không thể giết công chúa, biết đâu chừng còn có công dụng. Nó giết con trai của ta, bỏ qua được sao? Sao thúc thúc, yên tâm đi, mối thù của con trai chú tôi nhất định để chú trả. Được, thức già, ông nói vậy tôi nghe lời đó. Thạch Anh, ngươi ra đây, Triệu Âm đang kiếm người đó. Đây không phải là sư huynh của cha ta Triệu Âm Bà Thượng hay sao? Tại sao ông lại tới chỗ này? Triệu Âm ta trở về đây kiếm ngươi. Thạch Anh, ngươi nghe cho rõ, mấy năm qua ta đã suy đi nghĩ lại, nghĩ hoài cũng không hiểu. Ta luyện thiết công đầu kim dung chiêu, trên người của người đã bị trúng ám khí. Giới thần của người không có liên quan tới ta, nhưng mà con người của ta không có được hiểu, cho nên ta không ngủ được. Ta đã tốn thời gian hết 3 năm, cuối cùng ta đã hiểu ra, biết được bùa bối trị giới thần cho người. Thuốc gì cũng vô dụng thôi Triệu Âm. Tôi biết rõ giới thần của tôi không liên hệ tới ông đâu. Thôi đi, tôi chẳng sống được bao nhiêu ngày nữa. Ngươi không thể chết, ngươi chết rồi ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội. Ngươi có biết ta mang bộ báu gì tới cho ngươi không? Là cục sách biết hít ở tại Đông Minh đó. Ngồi xuống, ta luyện thương cho. Đứng yên, người ta tới để cứu người đó, người ta có lòng tốt, không được vô lễ với lại đại sư. Lui ra hết đi. Có công dụng hay không lát nữa ngươi sẽ biết. Nè, ngồi xuống. Các người hãy vào gì, đề phòng có người đột kích. Bây giờ là giờ phút quan trọng, nhất định không để chuyện gì xảy ra. Nhà của anh mang bộ bối gì vậy hả? Là cục hết. 3 năm trước, sau khi người bị trọng thương, ta đi hỏi thăm khắp nơi để lấy ám khí từ trên người của người ra. Sau đó nghe nói hải ngoại Đông Dinh có đá thần, có thể hút được chất sắt rất là mạnh, cho nên ta đã đi về phía đông, đi thuyền hết mấy tháng rồi, trải qua biết bao nhiêu sóng gió ở trên biển, xem một chút bỏ mạng luôn. Cuối cùng bởi vì thuyền đụng đá ngầm, ta phải ở lại trên đảo mấy tháng nữa. Cũng may là gặp được đội thương thuyền nên mới tới được ở Đông Dinh. Suốt thời gian ta bị mất hết 1.5 năm lần đó. Nè, giới thương ở chỗ nào? Ở đây nè, đây nè, đây nè. Đại sư nói là giữ lời, hứa là phải giữ lời đó. Vì tại hạ chịu mọi gian khổ, cảm ơn trước nha. Cảm ơn cái gì? Tới Đông Dinh thì ta mới biết, khoảng thời gian 1 tháng trước bữa bối đã triệu cống cho hoàng đế Đại Minh rồi. Thử hỏi có tức hay không. Nè, ta đã tốn thời gian 1.5 năm để chạy tới Đông Dinh. Sau khi tới đó, bữa bối lại chạy về Đại Minh, cho nên ta quay trở lại, định ngồi thuyền quay trở về. Nhưng không ngờ trên thuyền toàn là hải đạo, giữa đường họ muốn cướp ta. Ta giận quá cho nên giết không chừa tên nào, rồi lái thuyền về đây. Nè, hình như đã kiếm được đó. Người biết lái tàu hả? Phải, cho nên đã đi ngược phương hướng. Trên biển thì sóng lặng gió yên, nhưng mà càng đi thì càng xa. Cũng may là gặp đội thương thuyền nên mới sống sót trở về Trung Nguyên. Nếu bây giờ tính lại, 1.5 năm đi, tính tới tính lui tất cả là 3 năm. Được rồi Thạch huynh, coi nè. Thì ra đây là một cây thấu cốt đinh. Thấu cốt đinh? Đã nói ta không phải làm người bị thương mà. Còn người của ta xưa nay đánh lộn rất là quang minh, chỉ dùng đấm chứ không dùng ám khí. Ám khí này giao cho ta nha, ta sẽ dựa vào nó tìm ra kẻ đã bắn ám khí. Ê, không được, không được, không được. Thấu cốt đinh này đây đã ở trong người tôi hết 3 năm rồi, cần phải thuộc về tôi đó. Tôi dùng nó
để kiếm được người để phóng ám khí tôi. Ê, đương nhiên không được, vì cái đinh này ta đã mất thời gian 3 năm, ta phải giữ, ta nhất định phải giữ. Ê, xem nè. Ây à, còn nửa cây còn hơn là không. Xem ra chúng ta cần phải đấu một trận nữa. Cái gì, còn muốn đấu à? Được, ta sẵn sàng chờ ngươi. Ê, không phải, chúng ta phải so với nhau xem người nào có thể sớm kiếm được người phóng ám khí này đây. Người nào thắng sẽ mời đối phương uống rượu. Được, lời hứa danh dự. Bây giờ ta đi kiếm. Ê, Triệu Âm, lần này đừng có bỏ đi 3 năm nữa nha hả? À, Phật gia ta đã về tới rồi. Cũng mới vừa xong. Ê, con người của người chán quá vậy. Thề suốt cả đoạn đường rồi còn không chịu xuất hiện. Không muốn xuất hiện thì đi chỗ khác chơi đi. Cái loại co đầu rút cổ ta không muốn đánh. Ban đêm không chịu lộ mặt, cứ trốn trên nóc nhà nghe người ta nói chuyện. Một khi xuất hiện thì lại che cái mặt của mình lại. Ta không muốn nói chuyện với những người giống như người. Đi đi. 13 năm trước ở tại Thiên Lao Kinh Sư cứu không được bạn của ông, không lẽ tới giờ này nghe có nói không muốn nói nữa sao? Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại biết cái chuyện cướp Thiên Lao 13 năm về trước? Tôi là ai không có quan trọng. Cái điều quan trọng là ông chính là người năm xưa cướp tù đó. Người nói nhiều quá. Người không nói, ta đánh cho người nói. Miên trưởng, người là cái gì của Trương Phong Phủ? Người không trả lời, chứng minh người là tay sai của bọn triều đình. Sao đây, các người đang truy sát những người liên quan tới nhà hộ dân 13 năm về trước phải không? Đại Minh Hoàng đế thật sự muốn giết thẳng ta vậy à? Được, ta giết các người trước, rồi trở về kinh sư kiếm tên cẩu hoàng đế sau. Nè, ở ngươi làm gì? Nè, ngươi quỳ để làm cái gì? Thật ra ngươi là ai? Tiền bối, chỉ muốn hỏi một câu thôi. Vậy chứ người nào năm xưa đã gây ra cái bi kịch này? Hỏi cái đó làm gì? Có phải họ Trương không? Tên của nó là Trương Tục Châu. Hả? Sao ngươi biết được? Tôi đã tìm được câu trả lời rồi. Tiền bối, cáo từ. À nè, à đừng có đi. Đây, nè. Ê, ngươi, ngươi chưa có nói cho ta biết ngươi là ai mà. Thật ra hắn là ai vậy hả? Sao lại biết chuyện ta đã từng đi cướp Thiên Lao chứ? Vào đi. Cha, cha mới về lành, đừng có bận tâm quá. Uống đi cha, còn nóng đó. Để xuống đi. Con còn chuyện gì nữa không? Cha, có chuyện này con muốn bàn bạc với cha. Trang chủ, có gì căn dặn? Mang bức thư này tới Long Môn Trấn, nói với quản sự ở đó, kêu họ hãy mau chuẩn bị, ngày mai ta sẽ tới. Dạ. Đi đường nhớ cẩn thận. Ông yên tâm, tôi sẽ làm xong chuyện này. À, Phụng Nhi, hồi nãy con nói cái gì? Cha, con muốn giải trừ hôn ước với Tất Đạo Phàm. Giải trừ hôn ước? Phải. Ngày xưa sở dĩ con đến hồn với hắn là bởi vì nguyên cớ của cha. Lúc đó cha bị trọng thương trên người, một khi có chuyện e rằng không có người nào có thể kiềm chế được Tất Đạo Phàm, cho nên mới sắp xếp con gái bên mình của hắn. Nhưng mà bây giờ đã khác rồi,
vết thương của cha đã lành, thiếu chủ lại xuất hiện. Có cha và thiếu chủ ở đây, tất đạo phàm chẳng qua chỉ là một chú hề thôi, không có gì đáng ngại cả. Nếu mà như vậy thì con cần gì phải thành hôn với hắn chứ? Nhưng mà hôn ước của hai người đã loan truyền ở trong giang hồ rồi, bây giờ giải trừ hôn ước có phải là đường đột hay không vậy? Đương nhiên không phải. Mỗi khi nghĩ tới con phải sống chung với cái tên tiểu nhân nham hiểm như vậy, con cảm thấy sợ hãi. Ngày xưa vì Đại Châu Dương Triều cho nên con mới đồng ý thôi, nhưng mà bây giờ thời cuộc thay đổi, cha không hy vọng con của cha sống chung với những người tiểu nhân nham hiểm như vậy chứ. Tất Hạo Phàm còn trẻ tuổi, bây giờ kết luận hành động của hắn có phải hơi quá sớm không? Dù sao nó cũng là con cháu của Trung Thần. Cha, lòng người khó đoán, cha còn mộng tưởng đối với những người giống như Tất Đạo Phàm sao? Rõ ràng là gạt người gạt mình. Còn dám nói hắn xấu đến tận xương cốt, là một tên khẩu Phật tâm xạ, là một kẻ xấu tiếu lý tàn đao. Con nhìn chính xác vậy à? Đương nhiên rồi. Phụng Nhi, có phải là con suy nghĩ nhiều quá không? Cha, cha nói như vậy là nghĩ gì? Sự xuất hiện của thiếu chủ hình như cũng có một chút liên quan tới cái việc giải trừ hôn ước của con đó. Cha, phải, con cũng không có giấu cha, con đã thương thiếu chủ. Thiếu chủ không có thề thất, con muốn sống chung với thiếu chủ, có gì mà không đúng? Không có gì không đúng, chỉ có thời gian là không đúng. Lúc nào mới đúng hả? Thiếu chủ mới tới, cựu bộ thuộc Trung Nguyên còn chưa thu quy dưới tay Tất Đạo Phàm. Giữ cái thế lực ở trong cựu bộ của chúa công chỉ là người thua xuất cha thôi. Nếu như hắn ta nghĩ rằng thiếu chủ đoạt người yêu của hắn thì hắn sẽ thế nào? Đừng có nói là Tất Đạo Phàm, những người anh em khác rất là khó chấp nhận và không thích hành động đó của thiếu chủ. Ai cũng biết con sẽ lấy Tất Đạo Phàm, bây giờ bỗng dưng lại giải trừ hôn ước, và nguyên nhân là vì sự xuất hiện của thiếu chủ. Chuyện này nói cho cùng đó là sự ngông cuồng của giới trẻ thôi. Giật hôn thê của người khác, nói nặng một chút thì là hoàng đế Đại Châu sau này đã dùng quyền lực chiếm lấy vợ của thần tử. Thúy Phụng, bốn chữ giải trừ hôn ước đối với người khác mà nói là điều đơn giản thôi, nhưng mà đối với con là một chuyện vô cùng phức tạp. Cha, nếu cha nói như vậy, không lẽ con phải sống suốt đời với những người giống như là Tất Đạo Phàm hay sao? Trên đời này có vấn đề gì mà không thể giải quyết? Chỉ là câu chuyện cơ duyên chưa tới, miễn cưỡng hành động. Nếu chưa lên núi thì làm sao biết được trên núi có hàng ngàn nguy hiểm. Về chuyện giải trừ hôn ước, tạm thời hãy hoãn lại đi, cứ việc để xuôi tự nhiên, cha sẽ có câu trả lời. Nhưng mà... Đừng có nói nữa. Theo cha thì tạm thời gác qua chuyện này đi hả? Chúng ta còn trọng trách trên người, nhi nữ tình trường ăn thua cái gì chứ? Cha, quan hệ với Tất Đạo Phàm làm cho con rất là sượng sùng. Cha chỉ biết những chuyện vô cùng quan trọng mà thôi. Có nghĩ tới con hay không, con là con gái của cha, không lẽ hạnh phúc của con gái đối với cha không quan trọng hay sao? Phụng Nhi, Phụng Nhi, mời thí chủ. Thí chủ mời ngồi. Thí chủ ngồi chơi một chút, để tôi đi báo tiểu thư biết. Không cần, ta muốn gặp trang chủ. Trang chủ hôm nay có chuyện dặn tôi, ông ta có chuyện phải lo tới, giờ ngọ mới tiếp khách. À, tôi đi pha cho thí chủ lý trà nha. Không cần, lo chuyện của ngươi đi. Dạ. Thiếu chủ, Thành cô nương tới rồi hả? Thiếu chủ tới đây hồi nào vậy? À, vừa mới tới, nghe nói trang chủ đang lo công việc, xem ra ta phải định ngày gặp trang chủ nữa. À, nè, người đâu, mang trà cho thiếu chủ. À, không cần, kêu họ khỏi cần mang tới. Thiếu chủ đã ăn cơm rồi chưa?
Còn chưa ăn. Ta may quá, tôi mới vừa tìm được món yến cho cha. Còn dư một chút, để tôi mang tới cho thiếu chủ. Ê, Thạch cô nương, những gì nấu cho trang chủ ăn, ta làm sao dám nhận? Ây dạ, thiếu chủ à, bây giờ chúng ta giống như là người trong nhà rồi, còn phân biệt này nọ làm gì? Xưa nay tôi không bao giờ xem thiếu chủ như là người ngoài đâu, trừ phi thiếu chủ làm ra vẻ xa lạ. Đi, mang một chén yến tới đây cho thiếu chủ. Dạ. Thạch cô nương, sức khỏe của trang chủ thế nào? Tôi định nói cho thiếu chủ biết cái tin mừng này đây. Vết thương của cha tôi bây giờ hầu như đã lành lại rồi, chỉ cần một vài hôm có thể khôi phục lại trạng thái ngày xưa đó. Ý, trang chủ không phải... Thiếu chủ không biết, ngày hôm qua triệu âm hòa thượng 3 năm về trước tỷ võ với cha của tôi đã tới đây. Triệu âm đã tới Thần Minh Sơn Trang? Đúng vậy, ông ta đã tốn thời gian 3 năm đã tìm được cục khích, hút thấu cốt đinh đầu mối ở vết thương trên mình của cha tôi ra. Sau đó cha lại uống mấy vị thuốc, dùng hết chất độc ra ngoài cơ thể rồi. Bây giờ triệu âm hòa thượng ở chỗ nào? Ông hòa thượng đó rất là kỳ lạ, sau khi chữa lành vết thương trên mình của cha tôi lập tức bỏ đi. Tiểu thư, yến tới rồi nè. Thiếu chủ, mời. Thiếu chủ, xin mời thiếu chủ. Cảm ơn. Mùi gì như thế nào? Mùi gì thế nào? Ngon lắm, ngon lắm. Làm sao, có chuyện à? Không có. Thầy cô nương, ta muốn hỏi thầm, gần đây có miễu bỏ hoàng phế hay là đạo quán gì không? Ở Tây Sơn có một miễu hoàng, còn về đạo quán trong vòng 300 dặm hình như không bao giờ nhìn thấy. Cái này ăn ngon lắm. Vậy sao? Nếu như thiếu chủ thích, ngày nào tôi cũng tìm cho thiếu chủ. Nếu như trang chủ giờ ngọ mới về đây, thôi để ta ra ngoài một chút, giờ ngọ mới trở lại. Có cần tôi cho người đi chung hay không? Không cần. Ta muốn ra ngoài đi bộ một chút, sẵn đó suy nghĩ chút việc. Sư bá, người gọi ta sư bá. Thiếu chủ, người là? Sư bá, Tiểu Hạng Sơn cách biệt đã 5 năm, không lẽ sư bá đã quên rồi sao? Con là A Lôi đây. A Lôi? Dân Lôi đó. Dân Lôi hả? Ôi dạ, là đứa bé gái đã lâu không gặp, bây giờ thành cô nương đẹp như vậy à? Sư bá, chuyện gì? Thật sự ta thấy ngạc nhiên thôi. Ta buôn bán quan ngoại nhiều năm, mới về tới thì có người hỏi ta chuyện cướp ngục, bây giờ lại gặp cháu, có phải lạ hay không? Người đó là ai? Tại sao lại hỏi chuyện đó? Sư bá nói gì? Không lẽ trên đời này còn có người thân nữa sao? Cho nên sư bá cũng hồ đồ lắm. Cái người này sư bá gặp hôm qua, tướng mạo cử chỉ giống hệt như cha của cháu vậy. Dân Lôi, cháu còn chưa nói cho ta biết sao cháu cũng tới đây. Sư bá, chuyện này rất đơn giản nhưng nói ra thì rất phức tạp. Sư bá, hãy mau nói cho con biết anh của con bây giờ thế nào. Con còn nhớ ngày xưa sư bá và sư phụ hình như đã nói anh của con và cha của con đồng thời bị triều đình chém đầu mà. Đúng vậy, cho nên sư bá càng hồ đồ. Người hôm qua mà ta gặp không biết là người hay là ma. Ta đã tụng kinh suốt cả đêm để mà siêu độ vong hồn. Ta đọc xong 78 lần nữa thì cháu tới.
Cái chuyện quỷ thần đừng có tin. Sư bá, nói như vậy anh của con thật sự còn sống trên đời này? Ừ, rất có thể. Có thể như vậy. Nếu như anh còn sống, tại sao không tới đây tương nhận với con? Hỏi như vậy làm sao mà trả lời được chứ. Có lẽ đêm hôm qua sư bá đã lầm. Không đâu, anh nhất định không biết được ở trên đời này anh còn có đứa em gái. Thiệt tình à? Dân Lôi, hay là gì, cháu đừng bận tâm, để sư bá tới kinh sư hỏi thăm nha, biết đâu sẽ có kết quả. Hỏi ai? Thì hỏi cái tên Trương Phong Phủ trợ đánh đó. Trương Phong Phủ? Phải, hắn chính là người năm xưa, là tên quan dám trảm hết cả nhà họ Dân của cháu mà. Phải, sư bá đi hỏi hắn cái tên mắt dịch này không biết có phải năm xưa đã chém anh của cháu hay không. Dân Lôi, cháu đợi sư bá nha. Sư bá tới kinh sư hỏi thăm như vậy là biết rồi hả? Ê, đừng có chậm trễ, phải lên đường, ta đi đây. Ê, ê sư bá, chừng nào mới trở về? Nhanh lắm. Lão thiên gia, nếu như anh của con thật sự còn sống ở trên đời này, ta cầu xin ông hãy để cho ta gặp mặt ảnh. Đại ca! Cái cô công chúa này đây, tên là Thần Thông Quảng Đại, không biết nó chạy đi đâu nữa. Bà con ơi, có người bị giết rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi là quan phủ. Quan gia, người chết lại là tiểu nhị tìm chúng tôi. Phát hiện tình trạng khác thường hay không? Không có, đêm qua tôi ngủ say lắm. Như vậy có nhìn thấy hai người khác trong căn phòng chịu bên đến lầu 2? Thấy chứ, đêm qua chỉ về có người, suốt đêm không đi đâu hết. Ngày hôm sau tôi kiếm không được tiểu nhị, đến tôi quét dọn các phòng khách lại không thấy khách quan đó. Ngoài cái người hôm qua về đây, có thấy người bạn của họ hay không? Ông định nói với công tử có phải không hả? Đêm qua công tử có về đây, thập tiểu thơ của thân mình Sơn Trang đã đi về chung với lại ông ta, sao sớm lại đi đâu mất nữa. Tôm cá, tôm cá, công chúa sao rồi? Nếu mà tiếp tục như vậy thiệt là hoài công vô ích. Tôi đã nhờ họa sư ở thị trấn vẽ bức tranh có chân dung của công chúa, biết đâu như vậy sẽ tốt hơn. Nè đại ca, hắn làm gì vậy? Đêm tư nhị của khách sạn đã bị người ta giết chết rồi. Đánh chết hay là hung sát còn không biết nữa. Ngươi qua đây, qua đây, có thấy hai người này không? Tôi không thấy. Không thấy tại sao lại nhăn mặt hả? Tìm chúng tôi có hai vị khách quan ở, giống như là hai người trong tranh này đó, nhưng mà họ đều là đàn ông. Được rồi, đi đi. Có lẽ bọn họ đã cải nam trang. Đúng vậy, thì là không ngờ. Nè đại ca, lần này chúng ta không quay cổng tới đây, bây giờ anh tính sao? Trở lên đi. Nếu mà như vậy, chúng ta đã phải đi lục soát từng nhà, từng hộ. Mấy ngày qua đã kiếm hết thị trấn rồi, chỉ có một chỗ chưa điều tra. Định nói là thần Minh Sơn Trang à? Đúng vậy, trong lúc chúng tôi nhờ hòa sư dẫn những bức tranh này đã gặp chi quyền địa phương, ông dốc toàn lực chi viện chúng ta. Có sự tiếp sức của quan địa phương, chúng ta sẽ đỡ tốn nhiều công sức. Theo tôi nghĩ, hãy điều tra thần Minh Sơn Trang trước đi, rồi sau đó mới tính. Đại ca, có chuyện gì hả? Được rồi, chúng ta bây giờ đi thần Minh Sơn Trang.
风中双双对对，蝴蝶多愉快，刀光剑影中来来回回。我在你回头时飞走，剩下残缺的海誓山盟，只等到风把心事过，变成了忧。化身着水流。